Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Đến kiểm tra điểm tiêm chủng tại Trung tâm Văn hóa quận Thanh Khê, tại đây dự kiến trong ngày sẽ tiêm cho 700 người. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành y tế và quận Thanh Khê cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng các bước trong quy trình tiêm chủng, bảo đảm điểm tiêm chủng an toàn và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng trên địa bàn và tiêm chủng đúng người, đúng đối tượng. Trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đến kiểm tra thực tế tại điểm tiêm chủng khu ký túc xá phía Tây thành phố. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong bản tin thời sự tiếp theo.